Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Chính Phát. Ngày hôm nay ngày 12 tháng 9 năm 2018 và sau đây là bản tin tổng quan chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày hôm nay thì là có dấu hiệu của một phiên điều chỉnh sau khi một cái ngày tăng mạnh của ngày 11. Thì cái điều này thì cũng hợp lý thôi. Và nếu như ai có coi bản tin ngày 11 thì mình cũng dự đoán cũng phải mất một khoảng thời gian 2-3 ngày để loại dậy, một ngày rưỡi cỡ đó, thì nôm na thì nó cũng cần một khoảng thời gian để nó có thể tăng lên về cái mốc 1.000. Thì ngày hôm nay thì trên các kênh thông tin như một số công ty chứng khoán thì cũng có PR là thị trường nó sẽ tăng về vượt 1.000. Rồi chúng ta sẽ đi quan sát cái phần thị trường trong nước sau ha. Thì thường á là chương trình sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên là chúng ta tổng quan thị trường thế giới, sau đó trong phần tiếp theo là chúng ta sẽ vào thị trường trong nước, và cuối cùng là phân tích kỹ thuật những cái cổ phiếu cũng như các chỉ số lớn của Việt Nam. Theo thống kê thì mình nhận được 16 lời yêu cầu giải đáp 16 cổ phiếu khác nhau. Thực ra là tới 20 mấy lần, nhưng mà mình lấy trung bình thôi. Những cái nào trùng thì bỏ ra. Ngày hôm qua 23 cổ phiếu mình làm còn được, thì hôm nay 16 thì chơi luôn hả? Chậm nữa mình sẽ giải quyết luôn 16 cổ phiếu này. Thị trường thế giới ngày hôm nay thì đa số là sắc xanh ha. Trên toàn thế giới đa số sắc xanh. Chỉ riêng có mỗi Anh Trung Quốc và một số anh sát Trung Quốc như là Nhật Bản, Hàn Quốc thì có cái sự giảm nhẹ. Bữa giờ thì Trung Quốc giảm hơi bị nhiều chút xíu. Và trên cà phê F ngày hôm nay thì có cái tin là gì? Là chứng khoán Trung Quốc gần chạm đáy 4 năm bất chấp chính phủ liên tục tung các biện pháp cứu thị trường. Tiếp theo thì hôm nay lại Trung Quốc lại có gọi là, để mình đọc, đòi kiện Mỹ. Nói chung hôm nay là đòi kiện Mỹ, đòi bồi thường 7 tỷ đô la. Bữa giờ là thị trường Trung Quốc là cứ ngày nào nó cũng đỏ hết. Ngày hôm nay thì thị trường châu Âu, thị trường Mỹ là đều xanh. Chỉ số tâm lý SP500 VIX thì hôm nay cũng giảm 1,44% về lại mức 12.91. Thì điều này là một điều tốt ha, không có gì xấu cả. Hôm nay về giá dầu thô thì tương đối tăng, tương đối mạnh đó. Tăng 0,84%, tương đương với lại 0,58 đồng, lên 69.83 đồng một thùng. Thì nó bắt đầu quay lại cái những cái ngưỡng mà định ngắn hạn tại đây. Thì khi mà lên ở đây thì nó sẽ mất một khoảng thời gian ngắn để có thể bùng phá. Thì cái vấn đề giá dầu ngày hôm nay nó cũng có ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam, dẫn tới là hôm nay các cái dòng dầu khí thì nó có sự tăng điểm rất là tốt. Thì giá dầu lên mà, cái dầu lên thì ví dụ như anh đang có tồn kho này kia mọi thứ, thì bây giờ giá lên thì chẳng hạn như ra giá bán ra nó sẽ cao hơn để loại vậy, thì nó có một cái gì đó tích cực. Về giá vàng thì hôm nay giảm nhẹ thôi, về lại còn 1201, giảm nhẹ không đáng kể, đang có dấu hiệu tích lũy đi ngang ha, chưa cái gì hết. Về tỷ giá USD và đồng Việt Nam thì hôm nay là một phiên cũng tương đối gọi là đi ngang, đi tích lũy đi ngang quanh cái nền giá 23.300 đồng. Hôm nay đang là 23.281 đồng là hiện tại chúng ta đang nói chuyện đây, thì nó cứ giữ như thế này là cũng tốt thôi. Một số tin tức trên thế giới của các trang như là The Wall Street thì thực ra cũng không có cái tin gì nó đặc biệt lắm.
Nó không nhớ tin đặc biệt lắm, cái này là đang nói về cái vấn đề bão thôi. Thì cái vấn đề mà giá dầu tăng thì cũng một phần là ông Trump có cái sự phát biểu, cũng như là thường á, là cái thời tiết á, cái thời tiết thì nó không có ổn định đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề mà khai thác dầu khí, nên 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 cái giá dầu mà nó cũng có khả năng tăng cho một phần về vấn đề đó. Bên cạnh đó thì như các bạn cũng đang thấy, những cái tài nguyên mà mang tính chất vô tận đó, như là nước và không khí, thì càng ngày nó cũng bị ảnh hưởng. Cho tới năm 2018 thì cái sự ô nhiễm, rồi cái sự khô hạn, rồi nhiệt độ của trái đất nóng lên, băng tan, rất nhiều thứ, thì dẫn tới có cho mình có một cái suy nghĩ là những cái tài nguyên vô tận đó một ngày nào đó nó cũng sẽ có nó sẽ giảm, và nó sẽ không trở nó có thể đong đo đếm được, chứ nó không còn là vô tận nữa. Tức là ở những cái vùng nào thì nó sống được, những vùng nào nó không sống được là chuyện có khả năng xảy ra chứ không phải là không. Lúc đó thì cái chuyện mà những cái thành phố như là bên Trung Quốc mà tới nỗi đi ra ngoài đường không lấy đường thấy xá gì hết, lúc nào cũng phải đeo khẩu trang hay là đeo cái khí chống độc, giống như là mấy cái ông mà làm trong mấy cái ngành hóa học đó, đeo kính mít vậy đó, thì nó gần như là một cái thành phố chết vậy đó. Cái mức độ nó chưa tới như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không biết giữ gìn nữa thì cái khả năng như vậy nó cũng có thể xảy ra ha. Nói chung tình hình thế giới thì cũng chưa có gì nhiều cả, chưa có gì nhiều cả, không có gì đáng kể nhiều lắm. Chúng ta đi đến thị trường Việt Nam cũng như một số tình hình của Việt Nam ha. Thì đang có bão, mà đang có bão bão số 5 tiến vô Quảng Ninh và Nam Định. Thì nói chung là mấy cái vùng eo này nè, mấy cái vùng eo này nó tạo thành giống như một cái lòng chảo vậy đó, và bão nó thường là cứ tìm những cái vùng eo đó, nó đi thẳng vô trong đó. Nó cũng hơi khắc nghiệt đó. Thường xuyên bão là nó cứ tấn công từ cái khúc ngoài miền Trung đổ ra miền Bắc á, là mình thấy rất là nhiều. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái tỉnh mà dưới phía dưới này thì mình, tại vì nó tạo một cái eo nhô ra ngoài, nên nó có một cái sức cản riêng, nó đẩy cái tâm bão ngược về chỗ khác, nên mình cũng xin chia buồn với lại mong là mọi người cố gắng để vượt qua được cái cơn bão số 5 này nha. Rồi chúng ta đi vô tình hình điểm số của VN-Index. Hôm nay VN-Index tăng 0,2%, tương đương 1.95 điểm lên 987 điểm. Với tổng giá trị là 4.157 tỷ. Khối lượng giao dịch thỏa thuận là 455 tỷ. Giá trị giao dịch chứ là 455 tỷ, giá trị giao dịch thỏa thuận đó. Còn khối lượng tổng khối lượng là 184 triệu cổ phiếu, trong đó có 154 cổ phiếu xanh, 129 cổ phiếu đỏ và 62 cổ phiếu tham chiếu. Trên VN30 thì hôm nay giảm điểm ha. Nhưng mà giảm cũng nhẹ thôi. Giảm 0,03%, tương đương với lại 0,24 điểm về 958 điểm chấm 67. Với tổng giá trị giao dịch là 2.061 tỷ đồng, trong đó có 80 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 58 triệu cổ phiếu, có 14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã tham chiếu. Trên HNX thì tăng nhẹ, tăng 0,2%, tương đương với lại 0,22 điểm lên 111.65 điểm. Với tổng giá trị giao dịch là 724 tỷ đồng, trong đó có 34 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 52 triệu cổ phiếu, có 95 mã xanh, 72 mã giảm và 208 mã tham chiếu.
Sau khi đọc xong cái bảng thống kê này thì mình thấy nó có một cái sự giằng co, sự giằng co này nó giống như là một cái sự chốt lời. Với cái tình hình thế giới nó đang không ổn định thì cái khả năng mà họ giữ cái cổ phiếu dài hạn nó tương đối hơi khó, và lúc nào mà chỉ cần có áp lực thôi thì mọi người có khả năng chốt lời nó rất là nhanh ha. Đóng góp cho chỉ số tăng ngày hôm nay, ở sàn thành phố có gas ngày hôm nay tăng rất mạnh, đóng góp vô 3.3 điểm. Nếu hôm nay gas mà không tăng mạnh như vậy á thì hôm nay thị trường đỏ ha, thị trường hôm nay đỏ. Và do là có gas tăng mạnh như vậy nên một số cổ phiếu dòng dầu khí và những cổ phiếu lân cận, những cổ phiếu khác trên thị trường nó có cái mức độ giảm, nó không đến nổi, cái sự chốt lời nó bị kìm hãm lại do có một cái dòng cổ phiếu nó gạch. Trên HNX thì có PVS và PVI, VCG đóng góp cũng không đáng kể ha, chỉ có không chấm mấy thôi. Upcom thì không có gì để nói ha, nó không đáng. Đóng góp vào chỉ số giảm ở trên sàn thành phố có BIDV, CTG, VCB, Techcombank, Hòa Phát. Những cổ phiếu này đóng góp quanh khoảng cỡ 0.4 đến 0.5 điểm giảm của thị trường ngày hôm nay. ACB à không, trên HNX thì mấy cái này đóng góp không đáng đâu. Không 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 đáng. Trên Upcom cái sự đóng góp giảm thì chỉ có ACV đóng góp 0.1. Nhưng mà như vậy là cũng ít chứ cũng không ảnh hưởng nhiều. Sau đây mình sẽ đọc 20 cổ phiếu. Bây giờ mình thật ra trên thị trường á, nếu như mà ai mà cũng làm một cái bản tin mà khuyến nghị cái cổ phiếu để mua bán á thì có thể nó đúng nha, nhưng mà có thể nó đúng nhiều quá thì nó trở thành sai. Ai cũng mua vô hết thì ai sẽ là người chốt lời cho bạn, ai sẽ ba ai 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 sẽ bán đáy cho bạn mua và ai sẽ mua ở đỉnh cho bạn bán. Câu hỏi này là rất khó. Thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các nước là thị trường thứ cấp, bởi vậy là cứ một người thắng thì sẽ có một người thua. Thắng nhiều thắng ít, thua nhiều thua ít thì không biết, nhưng mà khi khớp lệnh là sẽ có một người mua và một người bán. Vì lý do đó thì những cái chuyện gì mà nó quá đúng thì nó trở thành sai, nó sẽ nằm ở một cái khuôn khổ nào đó thôi. Thông tin này kia mọi thứ nó sẽ nằm một cái khuôn khổ nào đó, mọi thứ nó nằm một khuôn khổ nào đó, và nó càng nhân rộng và rộng rãi bao nhiêu thì cái khả năng nó sai lại có thể xảy ra ha. Thì bởi vậy là mình cũng một số cổ phiếu thì khi mình lướt qua thì các bạn có thể thấy là những cổ phiếu mà nó đóng góp cái dòng tiền hôm nay rất lớn vô thị trường. Đại loại giống vậy thì mọi người có thể là xem xét qua những cái cổ phiếu mà Hiệp đọc để mọi người có thể chọn ra cái cổ phiếu cho mình. Khi mà mình chọn tự do như vậy thì nó sẽ hay hơn. Ngoài ra thì mọi người có thể là comment ở phía dưới của clip những cổ phiếu mà mình thích để Hiệp cũng như là các anh em trong câu lạc bộ có những cái giải đáp cho mình ha. Và sau đây là 20 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường ngày hôm nay. Mình đọc từ trên xuống dưới nha. BVS, Hòa Phát, Vinamilk, STB, SSI, GAS, CTG, BVD, GEX, Đất Xanh, Vietcom, ACB, PLX, BIDV, MWG, BSR, VHM, SBT, MBB và Vietjet. Đây là hai top 20 cổ phiếu đóng góp tiền lớn nhất vào thị trường. Thì tiền nó cũng có xoay tới xoay lui mấy cổ phiếu này à, mà khi nó đã vô rồi nếu nó muốn thoát ra thì nó sẽ để lại cái dấu chân của nó ha. Thì mọi người chú ý nhìn vô những cái dấu chân tiền vô và tiền ra để mình biết lúc nào mình có thể mua, lúc nào có thể bán, đòi lại giống vậy. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày mua ròng. Trên sàn thành phố thì ngày hôm nay mua ròng 174 tỷ, sàn Hà Nội mua ròng 14 tỷ, sàn Upcom mua ròng 7 tỷ.
Hôm nay có một cái sự đồng nhất là sàn nào cũng mua đồng hết, không có sàn nào bán đồng hết. Trên sàn HOSE, trên sàn thành phố ha, thì những cổ phiếu được mua đồng bao gồm có Get 49 tỷ, Vietcom 35 tỷ, Vinamilk 30 tỷ, Hòa Phát 26 tỷ, Đất Xanh 22 tỷ, GAT 21 tỷ. Đó, một số cổ phiếu vậy ha. Về giá trị bán ròng hôm nay trên sàn thành phố thì Vietjet 9 tỷ, NCT 8 tỷ, BIDV 5 tỷ, Novaland 5 tỷ, KBC 4 tỷ, một số cổ phiếu như vậy. Nói chung là cái số lượng mua bán ròng nó cũng không không lớn lắm, nó cũng mang tính chất trung bình bình thường thôi. Trên sàn HNX thì về mua ròng thì có mua ròng BVS 22 tỷ, còn lại thì không có gì chú ý. Về bán ròng trên sàn Hà Nội thì có VGC 5 tỷ, có hai con đó đáng chú ý thôi. Chỉ cái con mà có cái việc mà mua bán ròng nó nhiều như thế này thì chúng ta cũng nên chú ý đó. Có thể mua thì chắc là tốt thôi, còn bán thì chắc là xấu thôi, đại loại có thể là vậy. Trên sàn Upcom thì có POW là mua ròng 8 tỷ, VEA mua ròng 2 tỷ. Về bán ròng trên Upcom thì có bán BSR 9 tỷ, VGT 5 tỷ, Liên Việt Bắc Băng tức là LBB là 2 tỷ 8. Nhưng mà tính chung trên toàn thị trường thì ngày hôm nay mua ròng tổng cộng là 196 tỷ, 195 tỷ cỡ đó. Và tổng thị trường ngày hôm nay mua ròng 195 tỷ khoảng ở đó ha. Chúng ta đi qua một số cổ phiếu của các dòng cổ phiếu ha. Đầu tiên chúng ta đến với dòng cổ phiếu đầu tiên là ngân hàng. Ngân hàng ngày hôm nay thì đa số là sắc đỏ. Nhưng mà có một điều tích cực là không có giảm nhiều mà chỉ mang tính chất điều chỉnh thôi. Dòng dầu khí thì hôm nay tăng rất là tốt, đa số tất cả các con đều tăng và tương đối mạnh. Trong đó có BVB hôm nay là tăng trần, tăng lên 1.600 và tăng trần luôn. GAT thì hôm nay tăng 5.500 đồng, là khoảng cỡ hơn 5% một chút. BSR tăng cũng tốt, BVD tăng cũng tốt, BVS tăng cũng tốt, mỗi cổ phiếu tương đương khoảng 4%. Về dòng bất động sản thì hôm nay cũng giống như dòng ngân hàng thì cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có Novaland thì tăng 1.200 đồng tương đương 2%, và còn lại các cổ phiếu khác thì tăng giảm đan xen. Nhưng mà thực ra tăng cũng không mạnh và giảm cũng không mạnh ha, nó chỉ là một phiên dùng dần thôi, nó cũng chưa rõ cái xu hướng tiếp theo nó như thế nào, nó dùng dần qua lại thôi. Về dòng tài chính thì ngày hôm nay cũng giống như là dòng bất động sản và dòng ngân hàng thì xanh đỏ đan xen, không có gì đặc biệt hết ha, không có gì đặc biệt. Có cái con chứng khoán DSC, chứng khoán Đà Nẵng này thì hôm nay là giảm sàn, ngày xưa tăng mạnh thì hôm nay giảm lại ha. Có SBS hôm nay tăng trần nè, mọi người cũng có thể tham quan những con như vậy, con nào mà tăng mạnh hoặc giảm mạnh thì chúng ta chú ý tới. Còn thường thường thì mình đang nắm cổ nào thì mình quan sát cổ đó thôi, còn cổ phiếu nào đột biến thì hãy nên tính tới. Về dòng cuối cùng là dòng tổng hợp. Trong dòng tổng hợp này thì xanh đỏ cũng đang xen, tăng giảm cũng tương đối mang tính chất là tăng ít giảm ít, nói chung là cũng cù cưa chứ cũng cũng chưa chưa có gì đặc biệt. Như vậy sau khi coi xong năm cái dòng cổ phiếu mà mình vừa mới tổng quan qua thì cảm thấy thị trường ngày hôm nay nó mang tính chất là do dự. Cái sự do dự này á, là những cái người mà họ họ, họ lời á, thì họ sợ. Họ lời thì sao? Họ lời họ sợ là mất cái lời.
và họ chốt bớt cái lời đó. Còn những người mà đang nắm tiền mua thì ngại cái vấn đề là tình hình về vĩ mô không biết nó như thế nào, tình hình vĩ mô thế nào, chưa biết tình hình vĩ mô ra sao để có thể mua mạnh lên. Ngày hôm nay thì có cái tin nó cũng tốt, thị trường trong nước đang có sự PR của SSI nè. Ông Nguyễn Nguyễn Duy Linh, giám đốc môi giới SSI, mọi rủi ro đã phản ánh vào giá. VN-Index sẽ tăng trưởng vượt mốc 1.000 điểm trong năm 2018. Trong đây thì anh Linh ảnh có nói về vấn đề là Fed tăng lãi suất hay là chiến tranh thương mại, thì nó đã ảnh đã áp vô cái giá đó rồi, cái giá hiện tại rồi, nên cái khả năng mà nó tăng đó là sẽ rất cao. Và đây giống như là một cái sự khuyến nghị là mọi người hãy mua vô đi, thị trường sẽ tăng đó, đã lại vậy thì cũng cũng mong sao là sẽ thị trường tăng chứ, mong thị trường tăng. Rồi, thì dưới cái bản tin tổng quan của ngày hôm trước, đó là ngày 11 tháng 9, thì có những cái comment của các bạn. Thứ nhất là cảm ơn câu lạc bộ Chính Phát, thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã gửi những cái lời chúc cũng như những lời cảm ơn đến đến anh chị em bên câu lạc bộ tụi mình. Thì thật ra là các bạn tạo động lực cho tụi mình có thể làm những cái bản tin này nó thường xuyên và hàng ngày hơn. Rồi các bạn cứ cảm thấy là những cổ phiếu nào mình cần thêm những cái sự góp ý, hay là cần thêm cái sự nhận định hay như thế nào đó, thì các bạn cũng có thể là cứ nhắn ở dưới đây, rồi mình sẽ tổng quan lại ha, tổng quan lại. Rồi ngày hôm sau thì mình sẽ làm về clip đó. Nhưng mà khi mình làm ngày hôm sau á, giống như ngày ngày hôm qua mấy bạn nhắn, thì chiều ngày hôm nay mình mới làm thì nó đã mất qua một phiên rồi. Bởi vậy là mình sẽ nhờ tất cả các anh em trong câu lạc bộ, sẽ sau khi mà cái bản tin của mình xuất bản thì mấy bạn comment, thì bên câu lạc bộ sẽ có những người trả lời luôn cho các bạn ở trên đây trước. Còn ngày mai thì Hiệp vẫn trả lời lại một lần nữa, nhưng mà nó đã qua một phiên thì nó cũng có nhiều cái mới đó. Ví dụ như mấy bạn sẽ thấy là SSI xu hướng tăng, trạng thái tích lũy, nó hỗ trợ giá 34.7, mai có điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Đó là loại là cái sự nhận định của các bạn, của các bạn này là có trong câu lạc bộ hay không thì mình cũng không biết nữa, để mình coi lại. Nhưng mà sẽ có một cái đội ngũ câu lạc bộ kể từ ngày hôm nay là sẽ lên để hỗ trợ cho các bạn những cái thắc mắc của các bạn, và sẽ chat trả lời trực tiếp ở dưới cái comment của các bạn luôn ha, để cho các bạn có thể nhận được cái thông báo của bên YouTube, nó báo về đã có người comment trả lời lại cái thông tin của các bạn cho nó dễ ha. Rồi nhân đây thì những anh chị em trong câu lạc bộ mà cảm thấy có cứng cáp, mà thì có sự tự tin, có sự cứng cáp, đầu tư bữa giờ cũng ok, thì các bạn hỗ trợ Hiệp cũng như là hỗ trợ câu lạc bộ, chúng ta lên, chúng ta góp ý thì có thể là 20 người nói về một cổ phiếu luôn nha, chứ đừng có thấy người kia trả lời rồi thì mình không dám trả lời. Cứ thoải mái, mấy bạn cứ trải nghiệm, đây là một cơ hội để cho các anh chị em trong câu lạc bộ có thể là trải nghiệm. Nói chung là mình cứ cố gắng hết sức là được rồi ha. Rồi sau đây chúng ta sẽ đến với phân tích đồ thị của VN-Index. Chờ mình chút nha, sao không biết nó file end nó hơi lỗi một tí rồi. Mình thì mình hay xài file end hơn. Những cái công ty như thế này mà nó làm mà bị lỗi như thế này thì nó cũng ảnh hưởng ha.
Mai mốt mà gặp mình thế này làm sao mình dám xài nữa trời. Rồi các bạn chờ một chút nha. Rồi ok, chúng ta tiếp tục thôi. Cổ phiếu đầu tiên là SSI. Hôm nay là phiên điều chỉnh ha, điều chỉnh nhưng mà cũng có khối lượng, tức là cái áp lực giảm điểm, cái áp lực chốt lời là nó có đó, áp lực chốt lời nó có. Để mình coi thử ngày mai nó sẽ như thế nào. Nó bán mà nó có khối lượng mà cái cây nến nó cũng dài như vậy đó, là một cái bộ phận nhà đầu tư là cũng lớn lớn, người ta cũng không có kỳ vọng cho cái tăng giá về dài hạn hiện tại, nên là họ mới có cái sự bán ra giống như vậy ha. Thì tạm thời chúng ta có thể yên tâm ha. Trong nguyên ngày mai thì nếu như ngày mai á mà nó mở cửa ra mà nó tăng lại trên cái nền giá 31.7 á, SSI qua tăng tăng mà giữ giá trên trên cái giá 31.7, tức là lên 31.8 này ha. Nằm trên 31.8 thì trong nguyên ngày không vấn đề gì hết. Chỉ cần sáng ngày mai mở cửa mà nằm trên 31.8 là ok. Ha. Còn ví dụ như mà nó có nhúng về ha. Nó không có nằm trên 31.8 thì nó sẽ có một cái sự hỗ trợ ở quanh cái khu 31 31.5 ha. Thì khả năng nó về tới đây nó bật lên lại. Bật lên lại. Chứ còn hiện tại giờ chưa thấy gì xấu của SSI hết nha. Chưa thấy gì xấu của SSI hết. Tức là nó sẽ về cái khúc này nè. Cùng lắm nữa về ngay chỗ 31.3 nè, 31.3 31.4 nè, là phóng to cái hình lên. Đó, thì ở đây nó có một cái đường xanh xanh nè, là ngay chỗ 31.35 nè, thì cái khả năng là nó về nó đụng đây xong nó bật lên, là nếu như thị trường xấu xấu nhiều á thì nó mới xảy ra tình huống này, còn không thì nó sẽ nằm cái chỗ 31.5 là nó bật lên lại rồi, chứ cũng chưa có gì nguy hiểm đối với ra. Và cứ giữ giữ thì vẫn cứ giữ, mua thì mình coi thử cái lúc mà nó chạm về cái giá này nè thì cái áp lực bán nó có lớn hay không, hoặc là tới đó cái lực đỡ nó như thế nào, nó có thành đuôi nến hay không, thì cái chuyện mua lúc đó mình có thể tính tới. Nhưng mà thường á mà nên mua vào chẳng hạn như nó lúc nó tăng lại, hay là đủ khối lượng tăng lại, nó tăng lại giá mạnh, nó vượt qua lại cái giá 32.2 này nè, với cái khối lượng là trên trung bình viên, thì lúc đó chúng ta thà mua giá cao hơn chút xíu nhưng mà nó an toàn hơn. Còn không là chúng ta phải chờ nó về những cái vùng hỗ trợ phía dưới nè, chẳng hạn như là để mà mua cho tốt cho đẹp á thì về 30 nó đợi lại vậy, hoặc là ở khúc 30.7 có thể mua, nhưng mà mua khúc đó cũng chưa chắc chắn lắm ha.
Nhưng mà trên nền tảng nhìn thấy thì không đến nỗi xấu như vậy. Cái khả năng mở về cái đó thì thấp ha. Cổ phiếu thứ hai là GAT. Hôm qua thì cũng có bạn hỏi là GAT mua được chưa. GAT thì bây giờ hôm nay nó tăng, nó tạo một cái gap như vậy thì ngày mai khả năng GAT thì nó cũng chưa đi được liền. Nó sẽ có một cái khoảng thời gian, thời gian như thế nào để coi lại thử. Nói chung là nguyên ngày mai thì gas nó cũng chưa đi đâu xa được ha. Có khả năng nó còn test lại về 106 chấm chấm 6. Tức là khu vực 107 là nhiều khi gas nó còn test về đó ha. Vậy là ngày mai ví dụ như cái điều kiện mua thì có rồi đó. Nhưng mà chẳng hạn như mai mà nó có test về thì cũng có thể canh cái chỗ cái khúc nó về quanh 107 thì chúng ta có thể mua. Con này thì mua được rồi. Cái khối lượng ngày hôm nay mua nó cao hơn gấp đôi so với bình thường, cộng với lại là cái sự tăng giá tương đối rất là tốt, nhưng mà nó có một cái cản ở trên đây hay sao á, nó có một cái cản ở đây thì nó tạo ra cái bóng nến như vậy, tức là khi lên tới cái giá 110 cái số tròn á, thì nó có một cái áp lực nó tạo cho cái sự chốt lời cái kiểu như vậy. Nhưng mà sau khi mà họ chốt lời hết mà cái kỳ vọng giá nó còn đi được nữa thì để lại tiếp tục đi, lại tiếp tục đi tiếp. Để mình coi kỹ chút xíu nha. Nói chung là chúng ta chú ý cái khu vực giá 117. Để là chẳng hạn mai á, mà nó hồi về 107 rồi nó lên khoảng 117 thì lúc đó nó mới có những cái kháng cự ha. Lúc đó như những kháng cự nó hồi lên lại được thì lên tới mức giá đó ha. Rồi cái chuyện nó lên mức giá đó nó diễn biến như thế nào thì mình tính tiếp, tính sau. Rồi hiện tại là thấy thế đó rồi đó. EVG bị kẹp hàng lâu rồi. Mua lỗ thì bán đi chứ để làm cái gì mà để cho nó kẹp. Hay nó đang ở cái vùng đáy nhưng mà cái dấu hiệu của nó là tiêu cực ha. EVG hình như không có ai thích cái con này hết bạn ơi. Một ngày giao dịch thì cũng được 200 mấy chục k, 270 k thì thanh khoản nó cũng có đó, nhưng mà giá tiền của nó thì có 4.000 mấy thôi. Rồi cái là tổng giá trị của nó không nhiều. Bạn mua con này là do bạn thấy nó rẻ bạn mua đúng không? Rồi bạn thấy lâu lâu nó có cây sóng cao thì cao chạy lên hả? Thì bây giờ mình nói bạn như vậy nè, là khi nào á mà bây giờ bạn cứ bán, bạn thấy con nào được á bạn mua thì bạn bán bớt nửa cái này xong bạn mua, xong rồi bạn thấy con nào được nữa thì bạn bớt bán hết cái này bạn mua những con khác đi, những con khác ha. Bạn biết khi nào mà những con này nó chạy không? Cái cuối sóng á, cái cuối sóng tức là những con lớn mà nó chạy đã chạy đớn chạy đau rồi á, nó bắt đầu nó ở cái vùng đỉnh mà nó bắt đầu nó kiểu như nó phân phối nó chốt lời trên đó, nhà đầu tư lớn chốt lời trên đó thì lúc đó bắt đầu những cổ phiếu nhỏ lẻ bắt đầu cái khả năng tăng của nó có. Hàng đầu cơ lúc đó chính xác nó mới chạy được. Còn bây giờ dòng tiền nó đang dồn vô hết một cục ở phía trên vậy, rất nhiều con đang tốt, rất nhiều con đang tỏa sáng, lý do gì để mua cổ phiếu này mà bạn chờ lúc này nó tăng lại, trừ khi nó có câu chuyện riêng nha. Giờ bạn kêu nó có cái gì đó miếng đất to đụng bán được bao nhiêu tỷ thấy được tiền liền đó, thì may ra nó còn tăng, nó phải có câu chuyện riêng. Nhưng mà về sơ đồ kỹ thuật như thế này thì mình không cần đọc tin tức cũng thấy là chưa có câu chuyện gì nó đặc biệt lắm, và hiện tại là nó đang ở vùng đáy và với cái vấn đề là tiêu cực đáy mà còn tiêu cực nữa chứ. Thì cái khả năng mà nó mất cái đáy này, hôm bữa nó test cái đáy này một lần xong tăng lại đúng không, bây giờ nó test cái đáy này một lần nữa thì mai mà coi như nó giảm mà dưới giá 4 là coi như là
Đúng rồi, về lại dưới 4 và dưới giá 4 nữa là bạn cũng nên bán hết rồi hả? Không cần suy nghĩ gì hết, gặp mình bán lâu rồi chứ không phải ngày hôm nay nữa. Mình rất là sợ bị kẹp, kẹp chết luôn á. Ngày xưa mình bị kẹp một cái con cổ phiếu mà kẹp không bao giờ. Tới tới bây giờ thì cũng chưa có thoát cái được cái con đó, tại vì nó hủy nó biết mất tiêu. Đúng rồi, dân chúng lừa đảo nhau không, nó kêu tăng tăng tăng, có tin này tin kia tin nọ, xong bắt đầu rồi rồi nó thông báo nó hủy nó biết cái sàn 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 sàn. Cái bữa đó nó bữa mà nó tung tin ra thì nó cũng trần đó, nhưng mà nó trần 1 2 cây, chưa hàng tới ba chưa kịp về, vừa mới mua chưa kịp về nó tán phát sàn sàn 2 3 cây, xong ra tin hủy nó biết rồi ôm luôn. Và vậy là phải cẩn thận đối với những con nhỏ nhỏ vậy, tại cái thực lực với cơ bản của nó không có. Tiếp theo chúng ta mới đi tới IDI. IDI thì cũng nói chung khả quan thôi, cũng tương tự hơi giống con SSI chút xíu nhưng mà hơi yếu hơn SSI. Thì cái khả năng cái con IDI này hả? IDI này bạn quan sát ở cái vùng giá khoảng cỡ 12.4 ha, coi thử cái khu vực 12.4 sao, 12.4 sao, thì nó có một cái hỗ trợ ngay chỗ cái chỗ đó là gì, cái gap á, khi mà nó tăng nó tạo ra một khoảng trống thì cái khoảng trống đó vô tình nó trở thành một cái khu vực hỗ trợ, và khi nó gãy cái khu vực hỗ trợ đó thì nó về luôn cái đường đỏ này, tức là 12.1 ha. Thì mình có thể quan sát nó. Còn hôm nay á, cái lực bán với lại cái cây như vậy á, là tương đối xấu, cái khả năng mà nó quay về cái đường đỏ này là có chứ không phải không có đâu. Cái khoảng gap này nó chỉ mang tính chất là tâm lý thôi, nó gap, nó không có cái nhưng, nó chỉ là không khí, bởi vậy là nó bút một phát là cũng 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 đi bụi thiệt. Cẩn thận của lửa. Nhưng mà con này thì thấy nó có dấu hiệu tích cực hơn rồi, nó có dấu hiệu tích cực mà. Có điều hôm nay nó giảm, cái cây nó dài quá với lại nó có khối lượng á, vậy là mà nó cũng không có bóng nến nữa. Bạn thấy đóng cửa là cuối phiên thì cuối phiên là nó không bóng bóng nến mà đóng cửa thấp nhất trong phiên, dẫn tới là cái hệ lụy cho ngày mai mà nó giảm tiếp là hoàn toàn xảy ra. Thì chúng ta cứ nhìn hai cái chỗ thôi, 12.4 và 12.1, mà nó gãy luôn 12.1 thì cũng mệt mệt ha. Rồi nếu mà tình huống mai mà không biết xử lý như thế nào thì tiếp tục hỏi con này tiếp ha, tiếp tục comment phía dưới hỏi con này. Ngoài ra thì hiện tại những cái room chém gió 1, 2, 3, 4 của bên mình vẫn đang nhận người ha. Có nghĩa là mình tạo một cái sân cho những thành viên câu lạc bộ của bên mình họ thực tập trong đó. Thì những khách hàng nào là mới nè, những anh chị môi giới nào mà mới vô là có nhiều cái muốn hỏi á, thì bên mình là trả lời miễn phí cho các bạn ha. Trả lời miễn phí cho các bạn. Thì đúng sai các bạn tự chịu trách nhiệm, nhưng mà giống như bên mình đó là có cái sân để thực tập cho giống bác sĩ thực tập vậy đó. Thì trong khi tất cả các anh chị em luyện cái môn Ichimoku xong á, thì sau khi luyện ok tương đối ok rồi thì có những cái sân chơi cần những cái chỗ để họ có thể trả lời những cái câu hỏi cho nó quen để luyện cho nó thành tài. Đó, bên mình đó là một khi vô câu lạc bộ là đi chung với cái câu lạc bộ tới khi nào mà câu lạc bộ không còn tồn tại nữa, chứ nó không có đơn thuần là dạy xong rồi rồi thôi. Bọn mình là sẽ cố gắng làm sao đào tạo cho tất cả các bạn trong câu lạc bộ để họ có thể là trở thành những chiến binh trên thị trường, đại loại giống vậy. Thì nhắc lại là tất cả các anh chị em, cho dù là môi giới hay là tất cả các thành phần khác, nếu như có nhu cầu muốn vào room để được tư vấn, tức là bọn mình mấy bạn hỏi họ cổ phiếu nào mình trả lời cổ phiếu đó ha, đó là chỉ là mức tương quan như vậy thôi, tới đó thôi chứ cũng không có làm ảnh hưởng gì tới công việc này kia ngành nghề của tất cả các bạn, là chúng tôi không không có can thiệp tới ha, là chúng tôi sẽ có những cái đáp án miễn phí cho các bạn, đại loại giống vậy. Thì các bạn chat với lại Sky của Hiệp là Hồ Sĩ Hiệp, ở dưới cái đường dẫn nó có chạy 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 á, các bạn chat với mình, sau đó mình add bạn vào những cái room chém gió, trong đó mình sẽ có phân bổ bao nhiêu tất cả các anh chị cứng trong câu lạc bộ để có thể là trả lời những cái câu hỏi của tất cả các bạn với một cái gọi là sự cố gắng hết hết sức để nó có thể đúng đúng nhất có thể ha.
Rồi AI thì có gì nếu mà cảm thấy mà chưa rõ ràng hay là mai tình huống như thế nào có cần thì cứ hỏi lại ha. Tiếp theo chúng ta tới VB băng. VB băng ngày hôm qua có người hỏi rồi nè, hôm nay hỏi lại nè. Đó thì ngày hôm qua cơ bản đi thì nó đang tích lũy mang tính chất tiêu cực thôi. Thì hôm nay nó cũng sau một cây xanh thì bây giờ nó lại có thêm một cây đỏ. Thực ra là bây giờ chưa có gì đặc biệt hết. Ít nhất nó phải có những cây tăng mạnh hay đại loại như thế nào đó thì mình còn biết rồi nói chứ. Chứ bây giờ chưa thấy gì hết. Về kỹ thuật bên mình là phải có những cái dấu hiệu. Và có dấu hiệu thì nó mới có cái sự tiến triển. Ví dụ như nó có một cái tin tốt nào đó, tin tốt nào đó thì nó sẽ mua mạnh và chấp nhận mua giá cao. Còn những con cổ phiếu mà mua với cái khối lượng ngày hôm đó tự nhiên đột biến với lại giá tăng trần, tức là chẳng hạn như cái giá tăng trần đó nó vẫn còn quá rẻ đối với cái kỳ vọng của cái doanh nghiệp có cái tin tức đó. Đại loại là ví dụ như năm nay cái lợi nhuận của họ tăng gấp 10 lần, 10 lần bây giờ tăng cây trần mới có 7% 10% thì nó không xi nhê gì hết. Cái kỳ vọng của họ ít nhất cũng phải tăng 5 lần. Lợi nhuận tăng 10 lần bây giờ cho là 5 lần thôi, giá tăng chừng 5 lần thôi đó, là sự phát triển của công ty đó thì họ có thể mua đuổi một hai cái trần là bình thường. Vì lý do đó là chúng ta thấy là có những cây trần liên tục như vậy ha. Còn cái câu chuyện phía sau như thế nào thì mình chưa 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 biết à. Có thể là đúng, có thể là sai. Về VB băng như cũng có nói rồi đó thì hiện tại bây giờ VB băng nó có một cái vùng hỗ trợ. Cái vùng hỗ trợ này nó nằm ở giá 24.5. Và nó thì các bạn là hôm nay nó gãy 24.5 rồi. Thì rất may mắn cho bạn là ở phía dưới á nó vẫn còn những cái vùng hỗ trợ tiếp theo. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở 23 23 ha. Gãy 23 là xem như là không còn gì để nói rồi bạn nha. Gãy 23 không còn gì để nói rồi, bạn cũng không cần phải cố gắng để giữ nó nữa đâu. Những cổ phiếu bạn thấy có những cổ phiếu ví dụ như ngày trước giá nữa của nó là 15 20, hôm nay giá của nó còn 10. Rồi những cổ phiếu mười mấy hai chục bây giờ cổ phiếu còn 7 8. Cùng ngành luôn. Thì nó cái chuyện mà cổ phiếu nó giảm về mức đó thì nó vẫn có thể giảm thêm được, tại vì cái sự kỳ vọng nó không có, người ta không lưu tâm tới, dòng tiền không đổ vô. Mà ngày xưa nước ngoài mua nhiều nha, bây giờ băng nước ngoài mua nhiều lắm, mà mai mốt nước ngoài bán ra nữa thì chỉ có đi bụi ha. Nói chung là chú ý thôi, chứ hiện tại chưa về kỹ thuật chưa có gì hết. Dược Hậu Giang má ơi, giảm mạnh dữ vậy hả? Con dược Hậu Giang này hôm bữa mình có bắt đáy một lần. Bắt đáy ngay chỗ đâu ta? Bắt đáy ngay chỗ giá 93. Bắt xong 2 ngày hôm sau bán T3 về hàng về bán liền giá 95. Lời được tiền chợ cho vui. Rồi ai có hỏi mua nữa không thì mình nói thôi đừng có dính vô nữa. Nó đã có dấu hiệu rớt gãy như vậy rồi á thì cái khả năng mà nó gãy nữa là hoàn toàn có. Và ngày hôm nay nó gãy thiệt em ơi. Nó về bây giờ bút chỉ phía dưới đây ha. Về nó thật ra là cũng không không về nhiều quá so với lại cái giá mình mua hôm bữa, nhưng mà hiện tại về đồ thị của nó thì về đồ thị của nó chờ mình chút xíu nha. Về đồ thị của nó có một cái hỗ trợ, nó vẫn có hỗ trợ ở giá 87. Thực ra dược Hậu Giang thì nó cũng tốt thôi, dược Hậu Giang cũng tốt thôi, nhưng mà cái ngành nghề dược đó, nó bị như vậy nè. Thường á bạn mua những cổ phiếu mà mang tính chất như độc quyền về tự về cái có thể là nguồn nguyên liệu nè, độc quyền về thị trường nè, đại loại những cái độc quyền như vậy. Ví dụ như MWG họ có cái hệ thống phân phối, thì khi Samsung, Sony, Apple hay này kia một thứ họ muốn bán á thì cũng phải dựa vô cái hệ thống phân phối đó. Chứ họ không, những cái công ty như Apple này kia họ không có thể mở một cái chuỗi phân phối giống như vậy nữa. Tại vì sao? Rất tốn chi phí và nhân lực và rất tốn thời gian. Còn đối với chẳng hạn như BG thì họ có một cái sự độc quyền, cái đẳng cấp riêng của thị trường Việt Nam.
Và khi cái thị trường nước ngoài vô thì họ khó có làm được điều đó, tại vì nó một phần là pháp lý, tại nó dính tới những cái vấn đề như là vàng này kia, thì ở Việt Nam nó có sự hạn chế về pháp lý, có sự hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, thì nó cũng là một cái sự độc quyền. Và bên cạnh đó, cái uy tín, cái thương hiệu của Binance nó làm nên cái giá cả, và người ta chấp nhận trả cái giá cho Binance rất cao. Rất cao ha. Rồi chẳng hạn như quay lại trường hợp của Dược Hậu Giang thì như thế nào? Dược Hậu Giang thì thực ra là ở ở trên khắp thế giới á, là có nước nào mà không làm được dược đâu. Có nước nào không làm được cái sản phẩm dược đâu. Trừ khi thì chúng ta là một nước lớn mạnh, mà ví dụ như cái đội ngũ mà nghiên cứu về hóa học của chúng ta nó mạnh á, chúng ta nghiên cứu ra được những cái loại thuốc mà độc quyền trên thế giới mà nó mang tính chất cách mạng. Và chẳng hạn như Dược Hậu Giang nó có cái bằng sáng chế hay là những cái đó mà thế giới không có, những câu chuyện riêng, những câu chuyện đặc biệt, thì cái khả năng tăng giá này kia, cái sự hiếm, sự độc quyền nó có. Chứ còn bây giờ là bây giờ chỉ cần một cái phòng kia, phòng kính, tức là khi mà đã là phòng kính rồi, cái xưởng sản xuất mà chỉ cần làm kính lại thì khắp nơi trên thế giới chỗ nào cũng làm được, từ cái chỗ nóng nhất tới cái chỗ lạnh nhất nó đều làm được, đều sản xuất được dược. Nó là dây chuyền sản xuất thôi mà, không có gì đặc biệt cả. Còn vùng nguyên liệu thì thật ra là rất nhiều cái nguyên liệu chúng ta cũng phải đi nhập, và họ cũng có thể nhập được những nguyên liệu đó. Nói chung là cái sự cạnh tranh trên thị trường nó không nhiều, dẫn tới là để mà đầu tư dài hạn cho Dược Hậu Giang á, thì mai mốt mà ví dụ như bên Trung Quốc mà họ là châm với thuốc, trời, Trung Quốc thuốc giá rẻ nhiều lắm, họ mà đánh thì ông Dược Hậu Giang cũng mệt mệt, chứ không không có đơn giản. Cái đặc tính của cái ngành ngành dược á, là nó khác những ngành khác, nó có sự độc quyền đang xen ở phía trong đó, chứ không đơn thuần là bạn nghĩ giống như hôm bữa mà thế giới động đòi mở cái chuỗi dược á, đâu phải muốn mở là mở đâu. Nó làm việc là có bác sĩ nè, nó làm việc là có bệnh viện nè, rồi theo cái toa thuốc của nó nè. Như vậy bạn bạn đâu phải bạn muốn nhảy vô bán là bán đâu. Hát ho cảm sổ mũi thì đáng bao nhiêu tiền. Rồi Dược Hậu Giang thì hiện tại chưa thấy gì hết, thì bạn cứ quan sát cái khu vực giá 87 ha. Nếu như nó có nhúng về cái khu vực giá 87 thì nó cũng là một cái cơ hội để cho bạn có thể bắt đáy thử ha. Còn hiện tại bây giờ nó đang được hỗ trợ nhẹ thôi, nó hỗ trợ nhẹ ở cái vùng 92 nè. Thì vùng 92 này nó cũng ở được 2-3 cây rồi đó, 2-3 cây nè, thì cái khả năng hồi nó cũng có, nhưng mà hiện tại nhìn vô khối lượng chúng ta không thấy động lực của nó, cái động lực nó không có, nó vừa nhộm lên là người ta chốt liền. Như vậy thì những ai kẹp hàng á, mà đang nhìn thấy những cổ phiếu khác đang tăng á, mà Dược Hậu Giang chưa tăng, chỉ cần Dược Hậu Giang xanh lại một cái là họ đạp liền, thì ngô bộ là đợi mấy người khác lên hết rồi bắt đầu dược nó mới chạy được. Rồi hiện tại chưa có tín hiệu gì. Tiếp theo là KBC, KBC Kinh Bắc, chuyên về khu nghiệp bất động sản ha. Con này nó cũng là một con có cái thanh khoản nó lớn, chủ yếu của nó là đầu cơ. Nó hơi mang hơi hướng của đầu cơ tí hả. Mang hơi hướng đầu cơ tí, thì khả năng KBC nó sẽ dính ở cái giá 12, nó sẽ dính ở cái giá 12 này cũng phải cỡ ít nhất cũng phải 5-6 phiên á, sau khi khoảng 5-6 phiên thì nó mới có thể vượt cái giá 12, vượt cái giá 12. Thì chúng ta cứ xem quan sát ha. Còn nếu như nó mạnh lắm á, nó vượt giá 12, nó lên giá 12,2 này, nó cũng sẽ bị hồi về. Có nghĩa trong vòng 5-6 phiên này, nó cái khả năng nó đi quá cái giá 12,2 là rất khó. Thôi thì mình cứ quan sát tiếp ha. Chứ hiện tại là chưa có cái sự cải thiện gì mạnh mẽ lắm. KBC thì nó cũng không phải nằm trong danh mục mình lưu ý nhiều lắm. Nói chung về tin tức này kia, nghe đồn đánh lên mười mấy 20 á, nhưng mà không biết sao, thấy đồn lâu lắm rồi đó. Tiếp theo là OIL. OIL thì OIL thì vẫn có tương đối, cũng chưa có được tích cực lắm đâu nha.
Chưa có được tích cực lắm, khả năng vẫn còn mất tương đối nhiều thời gian, mất tương đối nhiều thời gian để đi tiếp à. Cái khúc này ở trên đây nó có cái phần chặn ở chỗ cái giá 10 15.5 này nè. Thì bây giờ đang là 15 mà lên khoảng 15.5 tới 15.6 là nó có cái sự kháng cự phía trên đây. Thì để con này mà nó đi á thì tốt nhất là nó nên chạy liền. Tốt nhất là nên chạy liền chứ mà nó đợi bắt đầu từ qua 3 phiên nữa. 3 phiên nữa thì bắt đầu là cái nó lại có nhiều cái kháng cự. Có nhiều kháng cự. Nhưng mà lại 5 6 phiên chẳng hạn như là trong vòng từ đây tới khoảng cỡ chục phiên thì ví dụ hai ba phiên đầu, cho là 3 phiên đầu là nó có cái cơ hội để nó tăng. Rồi cái khoảng ở giữa giữa từ phiên thứ tư tới phiên thứ sáu thứ bảy á là nó bị cản. Rồi từ phiên thứ bảy tới phiên thứ 10 thì nó lại có cơ hội tăng. Rồi sau cái phiên thứ 10 trở đi thì nó cái cơ hội tăng của nó sẽ bị kém lại. Đó, đại loại cái kịch bản hiện tại của nó là vậy. Nhưng mà nó đã có một sự tích lũy tương đối tốt nha. Ơi là thì đã có sự tích lũy tương đối tốt. Cái khả năng nó sẽ test về cái vùng 15.33 này là có khả năng đó. Thì cái dự tính của mình, cái cơ hội mà nó tăng trong vòng 2-3 ngày á là có khả năng xảy ra ha. Chúng ta quan sát, khối lượng hôm nay vô cũng tốt lắm mà. Thì còn cái target mà để đánh thì đối với trường hợp này thì mình sẽ chờ nó như thế nào đây. Chắc là đối với con này mình cũng phải bỏ thời gian cho nó cả 10 bữa mình mới chơi nó, còn hiện tại bây giờ mình cũng chưa chơi. Đó là OL ha. Bắt đáy nó khó lắm các bạn. Bắt đáy nó mang tính chất hên xui, nó khó lắm. Nó hay bị tạo tín hiệu giả. Còn khi mà nó chạy lên trên rồi nó tích lũy lại mà nó tăng tiếp á thì cái tín hiệu nó dễ nhận thấy hơn so với lại cái tín hiệu bắt đáy. Người ta nói vui là bắt đáy mà bắt trúng cái váy là không có đáy là thấy là mệt luôn. Rồi về VRC. VRC bữa giờ tăng cũng mạnh ha. Tăng từ cái vùng 16 mà tăng lên tới 23 là cũng mạnh đó. 16 23 là đâu? 7 giá rồi. Ui trời. 7 giá là mấy chục phần trăm rồi. Nhiều quá chứ. Thì lên cái vùng này là bắt đầu nó căng rồi nè, tại khối lượng nó rất đều. Khối lượng rất đều như vậy thì khi mà người ta ra hàng là mình không nhìn thấy được cái vấn đề người ta ra hàng. Bằng chứng là khi nó đánh lên một cây về xong nó xả 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 xuống, có phải T3 T3 hàng của bạn về bạn đâu có muốn bán đâu, nhiều khi bạn còn múc vô thêm nè. Cái khúc này là tương đối nó cũng mọi người cần cân nhắc ha, cân nhắc ha. Nó đã có một cái phần gọi là nền nền trên đây tương đối cao rồi ha. Thì khả năng nó tăng tăng tiếp thì vẫn có đó, khả năng tăng tiếp vẫn có, để coi thử khả năng về tới đâu ha. Cái vùng mà nó có thể về cao nhất là 25.5 ha. 25.5 là cái vùng nó có thể về cao nhất. Nếu như mà nó về được thì cũng tốt thôi. Về được cũng tốt thôi. Trong vòng khoảng cỡ 5 5 6 phiên nữa thì mình chưa 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 thấy nó có thể chạy ngay được. Nếu như mà nó vượt 24 mạnh mẽ thì mới có thể chạy ngay được. Còn hiện tại bây giờ nó đang có một cái sự kéo lại, tức là sự chốt lời á. Nó đang hơi đè 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 nó chút xíu. Về cái vấn đề tích cực nó hơi bị giảm lại rồi, mà nó đang trong cái chế độ là tích lũy đi ngang thôi. Cái vấn đề mà sự bùng nổ của nó thì nó hơi 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 bị giảm lại nha. Hơi giảm lại. Nhưng mà nếu mà cái tình huống mà nó vượt được 24 với khối lượng lớn đó, thì cái khả năng nó sẽ về lại cái vùng 25.5, 25.6. Rồi tới đó thì chốt được rồi ha. Cũng không kỳ vọng gì nó sẽ đi xa được liền, ngay và luôn liền đó ha. Tiếp theo là SHB.
Trắc B thì ngày hôm qua có nói rồi đó. Thì nói chung là chỉ dành cho thầy lớn chơi thôi. Giống như là các thầy lớn vậy nè, là đánh bài á, là có bốn tay ha, đánh tiếng lên có bốn tay ha. Cái bắt đầu lâu lâu á, cái kiếm thằng mới mới vô, xong rồi vô cái ba tay đó bóp cái tay tay mới, bóp hết tiền xong bắt đầu, rồi cái tay đó ra, rồi lại cái tay mới khác vô nó, rồi lại bóp cái tay mới đó, rồi thay phiên vậy đó. Lâu lâu ra một số cái tin tức hay là đánh lên một hai cây, cái bắt đầu bạn đu theo cái đó, rồi lại bóp bạn. Bởi vậy nó mới có thanh khoản, ngày nào nó cũng có đó, thanh khoản là ngày nào cũng có. Nhưng mà để mà bạn ăn được ở những cổ phiếu này thì bạn phải thuộc dạng là người chơi lớn tiền. Lớn tiền bạn chịu khó nuôi, bạn phải hiểu được cái vấn đề mà tay lớn chơi, cái những người chơi nhiều tiền họ chơi như thế nào. Đôi khi họ đâu quan trọng nhiều về kỹ thuật, họ chủ yếu là tin tức hay là đại loại một cái gì đó thôi. Chứ còn kỹ thuật họ cũng không quan trọng lắm. Chơi cái kiểu lớn tiền là xuống xuống tao mua nữa, xuống tao mua nữa, rồi xuống tao mua nữa, lên tao bán, lên tao bán, lên tao bán. Bởi vậy là cái khả năng mà nó tăng mạnh nó ít lắm, ít xảy ra. Năm 2017 thì được cái là cái hệ thống ngân hàng, cái cái phần trăm dư nợ tín dụng nó tăng, rồi dẫn tới là sau những cái năm mà nó ế thì bây giờ lợi nhuận nó tăng lên, thì cái sự người ta cũng 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 gọi là dựa vào cái sự tăng trưởng đó để đánh lên cái sóng đó. Còn bây giờ nó quay lại như cũ rồi. Hồi xưa nó có năm mà nha, cẩn thận nha, giờ còn 8 là vẫn còn cao đó. Bạn biết bạn cho vay bạn lời, ví dụ như một quý là được ngàn tỷ đi, nhưng mà chỉ cần đó là vài cái hợp đồng mà nó quỵt bạn thôi á, là tại pháp lý của Việt Nam mình nó còn lằng nhằng lắm. May mắn hôm bữa là nó cho xử lý nợ xấu theo đấu giá này kia đó, chứ còn ngày xưa nó lằng nhằng lắm, phải 6 tháng này kia, rồi trong 6 tháng đó không được tính lãi rồi này kia, kiện tụng ABC, chứ đâu phải muốn là xử lý được tài sản của người ta liền đâu. Nó rất phức tạp, mà trong cái khoảng thời gian đó thì mình lại không có vốn để xây tua, không có vốn để xây tua thì bắt đầu lợi nhuận của mình nó kém lại. Thì khi mà cái lượng tiền mà nó ra ngoài thị trường nhiều thì nó giống như là nói nhiều thì sai nhiều đó. Bây giờ cho vay nhiều thì khả năng là nợ xấu nó cũng nhiều, với tỷ lệ thôi. Vậy bây giờ hỏi SHB thì chỉ có kêu bạn, nếu như bạn là những tay to thì tôi chịu, bạn cứ chơi theo theo phong cách của bạn, miễn sao bạn có lời là được. Còn đối với bạn là tay nhỏ thì bạn đừng dính vô mấy cổ phiếu này, bạn tìm những cổ phiếu khác nha. Bạn thấy hiện tại thị trường nè đang có những tin tức về thoái vốn của BIDV và Vietcom, hay là thoái vốn bán cho nước ngoài của STG, đại loại giống vậy. Những cái tin này rất tốt, nó giữ giá cho mình. Thì nó giữ giá cho mình thì chỉ cần là nó điều chỉnh, mình mua cái điều chỉnh của nó lên tăng lại là đã có ăn rồi, không cần chưa nói tới cái vấn đề mà nó sẽ tăng lên tới đâu, hay là cái định giá khi bán cho nước ngoài nó là bao nhiêu. Tại vì theo quy định của nhà nước á, là hễ mà bán tài sản của nhà nước là đều phải bán cao hơn giá thị trường trung bình, hình như 30 40 30 60 phiên gì đó. Cái đó mình sẽ nghiên cứu lại cho cụ thể, thể nó tùy vào theo cái nghị định thông tư, nó không nhớ là có sự thay đổi hay không, nhưng mà trung bình 30 so tới 60 phiên hai cái mốc đó thì nó phải bán được cái giá cao hơn như vậy. Rồi chúng ta qua SBT. SBT tăng đẹp quá ha, tăng từ 16 lên 19 luôn ha, khoảng 20% rồi, hồi nó có 15 nè, là khoảng gần 30% rồi, hai mấy phần trăm rồi. Bây giờ là ý là SBT là làm những cái mua hay là muốn bán. Mua mua hay là bán bây giờ. Thì SBT thì khả năng đi xa chưa được đâu nha. SBT chưa chưa đi xa được. Cái nó có một cái kháng cự nằm ở cái chỗ giá. Giá 20.5. Nó lên tới khoảng 20.5 là nó sẽ bị chặn lại.
nó bị dừng lại ha. Nếu bị dừng lại thì khả năng nó có sẽ có sự giảm điểm lại, giảm điểm lại về cái vùng giá khoảng 19 19 19.3 thì lưu ý cái phần này. Chứ còn hiện tại bây giờ mình chưa thấy cái khả quan mà để cho nó có thể tăng mạnh lực liền thì chưa thấy ha. Chưa thấy nó sẽ tăng liền mạnh lực liền. Mấy con này thì ngành đường thì thế giới là rất có nhiều nước có thể làm được cái sản xuất ra đường. Bởi vậy đây nó cũng phải không phải là một cái ngành gì nó độc quyền hay gì mà nó mới mẻ lắm. Thường á, thì mấy anh này mà tăng được giá là do thiên tai đó. Cái Anino về khí hậu hay là đại loại những cái gì mà dẫn tới sự khan hiếm á. Sự khan hiếm tại cái sự tiêu dùng nó mang tính chất liên tục. Thì khi nào mà nó có thiên tai giống như như gì như như thạch sùng giống như thạch sùng thì bắt đầu nó tăng giá. Đó là một lần đã xảy ra như vậy rồi chứ phải không. Rồi ok mình chuyển qua con khác. À quên chưa nói là mua được hay không ha. Mua thì bây giờ bạn cứ canh 20.5, từ 19.9 lên 20.5 bạn nhắm bạn ăn được thì ăn. Chứ còn cái mốc 20.5 nó chỉ đánh xoay quay ngay chỗ đó thôi chứ cũng hiện tại chưa có đi 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 được liền đâu. Mà còn phải mất thời gian hơi lâu á chứ. Nó cũng phải cỡ cả tháng nữa. Bởi vậy bạn yên tâm đi. Cũng có thể có sự mấy bữa nay nó bạo quá không biết sao hả. Bạo lụ quá không biết sao. Masan bán dầu ăn mì tôm rồi nước tương gạo đó mấy thứ đó bạo lụt lên như nó đắt hàng lắm. Cái sản lượng sản xuất gạo của nước mình thì càng ngày nó càng giảm. Tại vì cái lượng nước nước mặn á nước lợ nó ngập vô trong trong đất liền á. Dẫn tới là nó chỉ thuận lợi cho vấn đề là nuôi trồng thủy sản thôi. Thì cái diện tích hoa màu của mình nó sẽ bị giảm lại. Cái vấn đề gạo thì nó sẽ mình sẽ không còn là những nước nhất nhì thế giới về xuất khẩu nữa. Đó là chuyện tương lai chúng ta có thể nhìn thấy. Thì về tương lai chúng ta có thể nghĩ tới những cái công ty mà về làm về thủy sản ha. Có thể nhìn vô những công ty đó. Thì như VHC nè, để lại vậy. Mấy bữa nay tăng cũng tốt. Mai mốt là đa số là nó sẽ nuôi trồng thủy sản nhiều hơn. Rồi Novaland. Novaland hả? Novaland thì đang tăng tốt quá nè. Con này là mang tính chất là tiết cung. Nó đánh lên thực ra là nó đánh lên mà nó cái kiểu mà về kỹ thuật nó khó đo con này. Cái khối lượng nó cứ đều 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 như vậy á. Dẫn tới lùng cũng khó đo. Nhưng về kỹ thuật mà chúng ta đang nhìn thấy thì nó sao ta? Nó đang vẫn có cơ hội tăng điểm ha, vẫn còn tăng nữa chứ cũng chưa có dừng lại đó. Còn cái chuyện mà nó sẽ tăng về đâu nói chung bây giờ chỉ đo nó tăng về đâu thôi. Về cái vùng giá khoảng cỡ 78, bắt đầu từ 76.5, tức là khu vực 70 76 cỡ đó đó. 76 76.5 vậy là 77 đi. Lên khoảng cỡ 70 là nó có kháng cự một chút xíu nè. Sau đó nếu mà nó vượt được 70 thì nó sẽ quay về vùng 76 tới 78 ha. Thì đó là cái vùng đỉnh của nó ngày trước. Thì lên tới đó là cái sự kỳ vọng của khách hàng nó cũng sẽ giảm bớt và nó sẽ có những sự chốt lời. Thì thường con này á, khi nào mà thấy khối lượng lớn là nó sẽ nguy hiểm chứ không phải là không phải khối lượng nhỏ nguy hiểm nữa ha. Nhìn cái kiểu này là khi nào khối lượng lớn nó mới nguy hiểm. Và nó có những cái râu nến rất là lớn như thế này thì đa số là nó lướt trong phiên á. Có lướt trong phiên thì mới xảy ra cái trường hợp như vậy. Nói chung là thường á, nhà đầu tư nhỏ lẻ dính vô là hơi mệt á, tại vì nó đánh theo cái gọi là kịch bản của bên bên đó rồi. Nói chung là nó đánh không theo tự nhiên đâu. Cái lượng hàng nó giữ rồi, nó giữ quá nhiều lượng hàng rồi. Tiếp theo là BVOI. BVOI đẹp mà, BVOI đẹp đúng không? BVOI đẹp nhưng mà nó có một cái kháng cự khúc này nè.
Hôm nay thì nó có một cái phiên giảm điểm. Cũng may mắn là khối lượng nó không nhiều ha. Khối lượng không nhiều. Đang được hỗ trợ thôi. PVOI thì cái khả năng mà tăng điểm tiếp tục vẫn có. Khoảng cỡ nó sẽ tích lũy thêm chắc cũng tích lũy trên vùng này. Khoan là mình coi kỹ chút xíu. PVOI. Nó đang có một cái kháng cự ngay chỗ 14.5 mà bây giờ nó vượt qua rồi nè. 14.5 mà nó vượt qua rồi. Cái mà nó có thể vươn tới là khoảng cỡ 15.6 ha. 15.6 thì bắt đầu nó lại có kháng cự lại ha. Nếu như các bạn kỳ vọng tăng thì nó cũng không khả năng nó tăng không quá 15.6 được đâu. Thì mình cứ tính bây giờ 14.7 mua lên tới 15.6 là nó sự kháng cự. Còn thực ra là ngay chỗ 15.5 là nó đã có sự là hơi 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 bị đè rồi đó. Nhưng mà con này thì thấy nó cũng có nhiều cái tích cực. Khối lượng nó vô cũng tốt, khối lượng bán ra chưa 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 thấy có bao nhiêu hết. Thì khả năng nó vẫn còn đi được nữa ha, còn đi được nữa. Nhưng mà để nó vượt qua cái giá 15.6 thì nó cũng phải tốn thời gian ha. Thì nếu như ai giữ hàng á, thì chúng ta có thể canh 15.6 ta chút bớt đi. Còn ví dụ như bây giờ mua mới 14.7 thì khó mua lắm. Mua mới bây giờ chỉ chờ về 14.25 ngay chỗ đường đen này nè thì có thể mua vô được. Còn nó giảm thêm nữa thì về 13.55. Chỗ này chúng ta có thể mạnh tay hơn. Là loại vậy. SBB. Ồ, hàng đầu cơ chính gốc luôn ha. Ví dụ như kéo cái đồ thị nè. Đó. Nếu mà nhìn đồ thị như vậy tăng một cây, hai cây, ba cây. Về một cây chốt hết luôn. Khối lượng lớn luôn. Như vậy người ta đã xả hàng đó rồi. Xả hàng đó rồi giờ sao? Cái chuyện mà tăng tiếp nó có hay không? Tăng tiếp nó khó. Tăng tiếp nó khó. Nó không may gánh thì tăng tiếp nó khó. Bây giờ nó cần những cái lượng khối lượng vô thì đừng có kỳ vọng, tốt nhất là nên rút ra rồi chẳng hạn như mà nó tăng lại thì mình bay vô lại ha, chứ hiện tại bây giờ cũng chưa kỳ vọng được. Ở cái khúc giá ngay chỗ 7.05, tức là cho 7 chấm đi. Cái khúc giá 7 thì nó có sự hỗ trợ ha. Có cái sự hỗ trợ ngay chỗ khúc giá 7 đó. Thì nếu như cái này mình không có khuyến nghị đâu. Nếu mà khuyến nghị mà để cho bạn có bắt đáy và chơi với cổ phiếu này á thì không khuyến nghị được. Hiện tại bây giờ mình chỉ cho bạn biết là khúc giá 7 nó có hỗ trợ thôi. Còn phía trên của nó thì cái khúc mà bạn có thể chốt lời á. Khúc bạn có thể chốt lời mà nó lên được á, mà nó tăng nhiều quá bạn muốn chốt là 11.3 ha, là chỗ đó là cái như là ngay chỗ đường đen đen này nè, khúc đen đen này 11.3 là bạn nên đừng có quá kỳ vọng nó ha, nếu như nó tăng được. FCN, FCN hôm nay giá 16 15.65. Con này hôm bữa tăng tốt lắm, sao bây giờ nó quay và nó ngã cái oạch xuống về lại vùng đáy đây. Đây là nó leo lên rồi nó trả về lại giá cũ luôn, chứ nó gọi là hai đáy thì nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều á. Sự kỳ vọng của nó yếu quá à. Yếu quá. Nó cũng có cơ hội để nó tăng điểm, cơ hội tăng điểm trong ngắn hạn liền á thì được. Ví dụ trong một hai phiên mà nó tăng vượt qua lại cái vùng cỡ 15.9, cỡ 15.9 nó vượt lên lại 15.9 trong nó vượt đóng cửa có khối lượng nha, 15.9 liền trong ngày một hai phiên đó, thì chúng ta còn có thể hy vọng với những cái bước tiến xa hơn của đó thôi. Còn hiện tại bây giờ chưa thấy đâu, chưa thấy đâu. Đang giữ thì cứ giữ đi, tại nó cả tạo cái gap đây nè. Cái gap này với lại cái khối lượng bắt đáy này thì cũng tương đối là nó có một cái gì đó hy vọng. Chưa biết là sao. Ita, lâu lắm rồi mới gặp con này.
Thì anh này thì là chùm về đầu cơ rồi. Trời ơi, cách đây khoảng thời gian hô tăng mạnh này kia một thứ lên lên cao, lúc đó đang nằm mình đang nắm giá cũng phải quanh 4 mà. Thì bây giờ nó tuột như vậy, nếu mà giữ thì thật ra là phải mạnh tay biết lướt cơ. Những người chơi những cổ phiếu này phải biết lướt, chẳng hạn như là xuống mua nửa lên bán, xuống mua nửa lên bán để cưa chân bàn về cái giá tốt hơn. Chứ còn mấy con này khó nói lắm. Nó cái giá thì giá nó nhỏ như vậy á, thì nó tạo cái sự rẻ cho mọi người mua, chứ nó vô được cái số lượng cổ phiếu nó lớn thôi. Thực ra nó như nhau hết ha. Nó không có khác nhau gì hết, giá cao giá thấp đối với mình không quan trọng. Giá nó thấp mà nó nhiều cổ phiếu, với giá nó cao nó ít cổ phiếu thì nó cũng giống nhau thôi. Nó quan trọng là khi mình mua một số tiền, mua được bao nhiêu thì nó ra tổng được cái số tiền đó. ETA thì hiện tại đang có hỗ trợ ở chỗ 2.63 đó, cái chỗ cái đường đỏ đỏ này nè. Hiện tại thì đang test cái hỗ trợ này đang rất tốt. Nó có những cái hy vọng được cái tăng lại đó. Có chứ không phải không. Có cũng có cơ hội để tăng lại. Phí trên của nó ngày mai là nó cạn ngay chỗ 2.705. Khúc đó nó có cạn ngay chỗ đó ha. Còn ví dụ như mở lên được tới 2.7.8 là nó cũng có một cái cạn cho nó nữa. Thì mọi người chú ý là mình có thể tính tới chuyện đó. Còn trong phiên ngày mai á thì nó cũng chưa đi đâu được đó, khoảng cỡ 2 ngày, mình tính tới 2 ngày nữa đi. 2 ngày nữa thì may ra là nó có cái sự tích cực hơn. Còn cái khúc này mình cũng có nói rồi, thì cái khúc này ít người chơi chơi cái con đầu cơ lắm. Khúc này họ tập trung vô blue chip, dòng tiền nó đổ vô blue chip rất nhiều, thì mình nên tập trung chơi blue chip. Tới một cái khoản nào đó mình chốt lời xong bắt đầu mình quay qua mấy con này mình chơi thì cũng hợp lý. Rồi đó là cổ phiếu cuối cùng luôn á. Ngày hôm nay thì chỉ có 16 cổ phiếu thôi, nhưng mà do thị trường nó cũng không được đẹp lắm, mà vậy mình cũng không được vui lắm. Nhiều người ngày hôm nay có mua vô nhưng mà chiều nó cũng giảm lại thì nó cũng gây một sự thất thoát. Còn riêng của mình đó thì ngày hôm nay mình buổi sáng mình có vô là mình chốt theo như ngày hôm qua mình có nói. Thường mình nói sao mình làm vậy à. Có điều là sáng nay vô bán Vietcom rồi từ từ có thể là canh mua lại ở cái vùng giá 61.6 cả đó, coi lại thử phải. Anh canh vô lại ngay chỗ 61.6, ngay chỗ đường đen đen này nè. Hoặc là cao hơn chút xíu mà mình có thể mua lại, mua một ít trước là lại vậy. Còn sáng nay là mình bán khoảng 63.4 cỡ giá đó. Rồi còn giữ lại hai con là BIDV với lại STB. Mình thường thường đánh tối đa 3 con đổ lại thôi. Thì STB thì cũng mới mua như là thứ năm, ngày mai ngày mốt gì mấy 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 hàng mới về. Thứ năm hay là thứ sáu, thứ năm hình như thứ năm hàng mới về. Rồi có lời nếu mà trên 5% mình cũng chốt luôn. Khúc này đánh nó cũng chưa rõ ràng lắm. BIDV thì vẫn ok, BIDV thì mình vẫn còn giữ dài hạn hơn. Rồi tổng quan thị trường là vậy ha, tổng quan thị trường là vậy. Thì mình xin nhắc lại là sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tất cả các bạn nếu như muốn gọi là tham khảo ý kiến của bên mình đó, thì cứ chat những cái mã cổ phiếu mà các bạn thích, các bạn cần cần góp ý xuống dưới cái comment ở dưới cái clip luôn, sẽ có người hỗ trợ sửa liền cho mình, hoặc là qua ngày hôm sau thì mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ làm cho bản tin luôn. Còn đối với cái thứ hai là cái room chém gió, thì hiện tại bây giờ mình đang có khoảng 4 tới 5 cái room chém gió, 1 2 3 4 5. Thì nếu như mấy bạn muốn được tư vấn trực tiếp ở trong phiên, tư vấn ví dụ mới hỏi trả lời thôi chứ cũng phải tư vấn gì, mấy bạn hỏi con gì thì bên mình nhận định sao trả lời mấy bạn vậy.
để cho anh em tụi mình nó có chỗ thực tập thôi. Ừ. Thì mấy bạn chat Sky với mình để mình có thể add mấy bạn vào những cái kênh, những cái room Sky nha, chat Sky nha, chứ mình không có ấy vô mấy cái room Zalo hay là gì đâu, phức tạp lắm. Ở đây mình là welcome tất cả mọi người, trên tính chất là xây dựng chứ không có phải đi cướp khách này, này kia của mấy bạn môi giới gì đó. Và vậy là mình cũng welcome luôn tất cả các anh chị môi giới, là nếu như mình thiếu kinh nghiệm hay là mới vô thì cứ cứ chat Skype với Hiệp, Hiệp sẽ đưa vô những cái room để mọi người có thể tự tự trau dồi cho nhau để cùng nhau phát triển. Đó lại giống vậy. Rồi thì xin cảm ơn tất cả các bạn và chúc cho các bạn có một buổi chiều vui vẻ nha.